tôi sẽ mở một đoạn nhạc liên khúc, nhạc mạnh, mời các bác cùng nghe vào đôi loa Pioneer T66 này. Tôi đã có một video test nhạc vàng chi tiết rồi. Đôi loa này tôi nói qua lại về thông số 60W 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản, loa mid dom tép dom bass 25, một đôi loa hình thức còn cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh đằng sau đằng trước đều đẹp. Đây là nắp tre e căng. Đôi loa này có cái bass nó là xương đúc nên là tiếng bass ra cực kỳ gấu luôn, bass đánh rất mạnh. Nếu mà so sánh với một đôi loa bass 25 khác thì đôi loa này nó ăn đứt luôn, bởi vì nó là bass xương đúc. Đây là thông tin cửa hàng Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Tiếng loa còn cực kỳ mới luôn. Cái đôi loa này nó là lớp mạ nhá, nên là để được đẹp như này thì cực kỳ hiếm một đôi được đẹp như này. Nếu mà nó sơn như thế này thì không nói làm gì, như lớp mạ này này theo thời gian thì nó sẽ bị ố màu, nên như thế này thì gọi là cực đẹp rồi. Đây là góc cạnh các bác này, còn cả tem cờ đầy đủ. Đây là thông tin, và đây là thông tin chi tiết của nó đây. 18kg, 61, 35, 32, đấy là kích thước. Mời các bác cùng nghe đoạn nhạc bốc cho nó phê, mùa xuân đến rồi. Tét tèn tèn luôn, cái loại loa này thì đánh nhạc mạnh, kinh khủng luôn. Sân này mà em ông không thôi tiền duyên này, dây tơ trùng cũng lỡ tiếng cho cũng ngỡ tay ân từ nàng muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng em lạc bay chim én bay, ngày xuân như đồng buồn nếu xuân này vắng em. Đây là một trong những đôi loa Pioneer mà các bác có thể chơi đa thể loại nhạc. Xin nhắc lại điều đó nha, đa thể loại nhạc, bởi vì cái bass của loa này là khác những cái đôi loa Pioneer khác. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Đặt cọc 1-2 triệu và tài khoản tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel, nhận xe khách, cước vận chuyển với buổi chịu. Loa đẹp, hàng đẹp, tiền đẹp luôn. Loa này tôi có những thời gian tôi bán 7,5 triệu, 7 triệu, nhưng nó theo cái chất của sản phẩm, có nghĩa chất thì vẫn là hàng bãi nhưng mà độ đẹp nó không được đẹp như này. Xin cảm ơn.